Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát và phẩm Như Lai Thần Lực thứ 20-21. Chúng con xin nguyện đem công đức nành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân giữ gìn bờ cõi an ổn, nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát thứ 20 lúc bấy giờ Phật bảo ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng ông này nên biết nếu có tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà gì nào tỏ chỉ kinh pháp hoa này đặng công đức như trước đã nói mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý thanh tịnh như có người nói lời thô ác mắng nhất chê bai mắc tội bao lớn cũng như trước đã nói Đắc Đại Thế về thuở xưa quá vô
lượng vô biên bất khả tư nghị, vô số kiếp có Phật nhiều là Oai Âm Vương Như Lai ứng cung chánh biến chi minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phú tiên nhân sư phần thế tôn kiếp đó tên là Lý Suy Nước đó tên là Đại Thành Đức Oai Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời người A Tu La mà nói pháp vì người cầu thánh văn mà nói pháp tứ đề thoát khỏi sinh già bệnh chết rốt ráo niết bàn vì người cầu bính chi Phật mà nói pháp mười hai nhân duyên vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sau pháp ba la mật rốt ráo trí tuệ của Phật Đắc Đại Thế Đức Oai Âm Vương Phật đó sống lâu 40 vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề. Thượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hà đức phần đó lợi ích chúng sinh vậy sau mới diệt độ sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết trong cõi nước đó lại có Phật ra đời cũng hiểu là Oai Âm Vương Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư phần thế tôn cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức đức phần đều đồng một hiệu đức Oai Âm Vương Như Lai đậu hết diệt độ rồi sau lúc chánh pháp đã diệt trong đời tượng pháp những tỷ kheo tăng thượng màn có thế lực lớn bây giờ có vị Bồ Tát tỷ kheo tên thường bất khinh đáng đại thế vì cớ gì tên là thường bất khinh vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoàng tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc ưu bà di thấy đều lệ lạy khen người mà nói rằng tôi rất kinh quý ngài chẳng dám khinh mang vì sao vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển chỉ đi lễ lạy nhân đến xa thấy hàng tử chúng cũng cố qua lễ lạy ngợi khen mà nói rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật trong hàng tử chúng có người lòng bất tình sanh dân hờn buông lời ác mắng nhiếc rằng ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc chẳng sinh lòng giận hờn thường nói ngài sẽ làm Phật lúc nói lời đó chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném ông liền chạy tránh đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật bởi ông thường nói lời đó nên nàng tăng thương mạng tỳ kheo ni ưu ba tắc ưu bà di gọi ông là thường bất kinh vì tỳ kheo đó lung xăm chết nơi giữa hư không nghe tròn 20.000 muôn ức bài kệ kinh pháp hoa của đức Oai Âm Vương Phật đã nói thùa trước nghe xong đều có thể thọ chi liên đẳng nhãn căn thanh tịnh nhĩ tỳ thiệt thân cùng mỹ căn thanh tịnh như trên đằng sau căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm mai trăm muôn ức na do tha tuổi dòng vì người nói kinh pháp hoa đó lung đó hàng tăng thượng mạn tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di khinh tiến vì đó đặt cho tên bất khinh này thấy vì đó đáng xưng thần thông lớn sức nhào tuyết biển sức đại thiên tịch nghe vì đó nói pháp đều tin phúc tùy tùng vì Bồ Tát đó giao hoa nghìn muôn chung khiên trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi mạng chung đang gặp 2.000 ức Phật đều hiểu nhật nguyệt
đăng minh. Ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này, do nhân duyên đó lại gặp 2000 ức Phật đồng hiểu là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ở trong pháp hội của các đứng Phật đó thọ trì đồng tung vì hàng tư chúng nói kinh điển này, cho nên đăng mắt thanh tịnh thường trên đó, tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh. Ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt đăng đại thế vị thường bất khinh đại Bồ Tát đó cung dường bao nhiêu đứng Phật như thế cung kinh tôn trọng người khen chồng các cõi lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong pháp hội các đứng Phật nói kinh điển này công đức thanh tiểu sẽ đăng làm Phật đắc đại thế. Ông nghĩ sao thường bất khinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào là chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau đẳng vô thượng trinh đẳng chánh giác vì ta ở chỗ các đức Phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác nói nên mau đẳng vô thượng trinh đẳng chánh giác đắc đại thế. Thở đó bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di do lòng giận hờn khinh tiễn ta nên trong 200 ứng kiếp thường chẳng gặp Phật chẳng nghe pháp chẳng thấy tăng nghìn kiếp ở địa ngục a tỳ chịu khổ não lớn hết tội đó rồi lại gặp thường bất khinh Bồ Tát giáo hòa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc đại thế. Ông nghĩ sao bốn chúng thường khinh vì Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ chính là nay trong hội này bọn ông Bạt Đà Đà La 500 vị Bồ Tát bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo bọn ông Ni Tư Phật 500 ưu ba tắc đều bất tối chuyên ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc đại thế. Phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích các vị đại Bồ Tát có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi phần diễn độ phải thường thọ trì đọc tùng giải nói biên chép kinh này. Khi đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vừa quá khứ có Phật hiệu là Oai Âm Vương sức tri thân vô lượng diệu dẫn tất cả chúng hàng trời người long thần đều chung nhau cúng dường. Sau khi phần diễn độ luân pháp muôn dứt hết có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Bấy giờ hàng tứ chúng chấp mê nơi các phàm thường bất khinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng ta chẳng dám khinh ngài quy ngài tu đạo nghiệp đều sẽ đặng làm Phật. Những người đó nghe rồi khinh chế thêm mắng nhiệt thường bất khinh Bồ Tát đều hay nhân thọ đó tội Bồ Tát hến rồi tên lúng gần mạng chung đặng nghe kinh pháp này sáu căn đều thanh tịnh vì sức thần tông vậy sống lâu thêm nhiều tuổi lại vì các hạng người dòng nói kinh pháp này các chúng chấp nơi pháp đều nhờ Bồ Tát đó giao hoa đăng thành tựu khiến chỗ nơi Phật đạo thường bất kinh mạng chúng gặp vô số đức Phật vì nói kinh này vậy đặng vô lượng phương đứng lần lần đủ công đức mau chứng thành Phật đạo thừa đó thường bất kinh thời chính là thân ta bốn bộ chúng khi ấy những người chấp nơi pháp nghe thường bất khinh nói ngài sẽ đăng làm Phật do nhờ nhân duyên đó mà gặp vô số Phật chính trong pháp hội này 500 chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thanh tín nam nữ thấy này ở nơi chúng ta nghe kinh Pháp Hoa đó ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh Pháp Hoa là pháp bậc thứ nhất
mở bảy giấy cho người khiến chủ nơi niết bàn đời đời thọ chỉ luôn những kinh điển như thế trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghỉ lâu lắm mới nghe đằng kinh diệu pháp hoa này trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghỉ càng đứng phần thế tôn lâu mới nói kinh này cho nên người tu hành sau khi phần diễn độ nghe kinh pháp như thế chớ sanh lòng nghi hoặc nên phải chuyên môn lòng giống nói kinh điển này đời đời đang gặp Phật mau chứng thanh Phật đạo kinh diệu pháp liên hoa phẩm Như Lai thần lực thứ 21 lúc bây giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó đều ở trước Đức Phật một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng Thế Tôn sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ chúng con sẽ giống nói kinh này vì sao chúng con cũng từ muốn đẳng pháp lớn thanh tịnh này để thọ chỉ đồng tụng dài nói biên chép mà cũng dường đó lúc đó Thế Tôn ở trước ngài văn tu sư lời vân vân vô lượng trăm nghìn muôn ức vì đại Bồ Tát cửu trụ ở nơi cõi ta ba và các tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di trời rồng giã xoa can thát bà a tu la ca lầu na khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân trước tất cả chúng hiền xưng thần thông lớn bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phàm thế tất cả lỗ chân long phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc thay đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây bao cũng lại như thế bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng lúc Đức Thích Ca Mâu Ni phần và càng đứng phần dưới cây báu hiền xưng thần thông mãn trăm nghìn năm vậy sau mới hưởng nhiếp tương lưới đồng thời tặng ăn cùng chung khay móng tay ai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương đất đều sau điều vang động chúng sanh trong đó trời rồng giã xoa can thát bà a tu la ca lầu na khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân nhờ sức thần của phần đều thấy trong cõi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây bao và tay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Báo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kinh vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thấy thế rồi đều rất vui mừng đáng chưa từng có tức thời hàng chư tiên ở giữa hư không lớn tiếng xương rằng khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới có nước tên ta bà trong đó có Phật nhiều Thích Ca Mâu Ni hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa giáo Bồ Tát phạm phần sở hộ niệm các ông phải thâm tâm tùy hỷ cũng nên lễ bái cùng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật các chúng sinh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay say về cõi ta bà nói thế này Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật dùng các món hoa hương chuối ngọc phan lòng và các đồ trang nghiêm nơi thân những vật tôn bằng chân bao đều đồng vói giải vào cõi ta bà các vật giải đó từ mười phương đến thi như mây nhóm biên thành màn bao trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây bây giờ mười phương cõi nước tông đạt không ngại như một cõi Phật khi đó phần bảo đài chúng bậc thượng hành Bồ Tát thấy thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế nếu
ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp. Vì để chúng lý mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Tóm nói đó tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tàng bi yêu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày do nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diền độ phải một lòng tỏ trì đóng tùng giải nói biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ nào nếu có người tỏ trì đọc tùng giải nói biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phương, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, càng đứng phần ở đây mà đắng vô thượng chánh đẳng chánh giác, càng đứng phần ở đây mà chuyển pháp luân, càng đứng phần ở đây mà nhập niết bàn. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: các Phật đấng cứu thế chủ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sinh hiện vô lượng thần lực, tương lưỡi đến phàm thiên thân phóng vô số quang. Vì người cầu Phật đạo hiện việc ít có này, tiếng đẳng hắng của Phật cùng tiếng khay móng tay khắm vang mười phương cõi đất đều sâu món đồng. Sau khi Phật diệt độ người chỉ được kinh này, các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực, vì chúc lễ kinh này khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được. Công đức của người đó vô biên vô cùng tận như mười phương hư không, chẳng thể đáng ngăn mẽ. Người trì được kinh này thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật đã bảo, và các Phật phân thân lại thấy ta ngày nay. Giáo hóa các Bồ Tát người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật đã bao diệt độ, tất cả đều vui mừng mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy cũng cung dường, cũng khiến đẳng vui mừng các phần ngồi đạo tràng phàm bí yêu đã đặng. Người trì được kinh này chẳng lâu cũng sẽ đặng, người trì được kinh này nơi nghĩa của các pháp danh thứ và lời nẻ ưa nói không cùng tận như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt biệt kinh của Phật nói nhân duyên và thứ để theo nghĩa nói như thật như ánh sáng nhật nguyệt, hay trừ càng tối tăm người đó đi trong đời, hay dẫn tôi chúng sinh dày vô lượng Bồ Tát tôn giáo chủ nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lời này, sau khi ta diễn độ nên tỏ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phụng nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm bồ đề ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát.
Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bánh căn tiên giám gia quyên an khang lòng tín nơi tam bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tự vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài cô hồn. Chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hương linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa. Các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tỉnh lìa cõi u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tin sâu tam bảo sinh về cõi Phật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi. Tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương ác độc, quỷ vương đa ác, quỷ vương huyết lễ sầu, quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo. Cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chung kiên trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc. Già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hướng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác.
từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng chi tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả